những người bạn thân thiết từ khi còn học cùng trường. Lan Anh rất vui vì được góp mặt, cũng có cảm xúc khác đấy. Mốc đánh dấu sự nghiệp của ba anh. Hai mươi năm, một chặng đường dài trong sự nghiệp âm nhạc của bất kỳ nghệ sĩ nào. Với Tam Ca, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, chặng đường 20 năm còn đặc biệt hơn, bởi bên cạnh sự nghiệp cá nhân, đó còn là cuộc đồng hành của những người anh em và bè bạn trong suốt chặng đường âm nhạc. Đường Chúng Ta Đi không chỉ là một cột mốc cho âm nhạc của ba nghệ sĩ, mà còn là món quà ý nghĩa để gửi tới những người hâm mộ dòng nhạc chính thống trong suốt thời gian qua. Đăng Dương và Trọng Tấn, Việt Hoàn cảm thấy rất hạnh phúc khi mà bước ra sân khấu thì thấy là toàn bộ sân khán phòng là đã kín những cái chỗ ngồi, có thể cảm những cái tràng vỗ tay của quý vị khán giả để hát theo cùng với Tam Ca, thì đấy là một trong những cái mà Đăng Dương nghĩ là nó sẽ ấn tượng vô cùng trong cái cuộc đời làm nghệ sĩ của Tam Ca. Cái tình yêu của khán giả với cái dòng nhạc chính thống, dòng nhạc cổ điển, dòng nhạc cách mạng vẫn luôn luôn tràn đầy. Và ba anh em thì cái cảm xúc trên sân khấu như bạn biết rằng là rất là thăng hoa. Với hơn 30 ca khúc của đêm nhạc, Bà Chàng Lính Ngựa Lâm của dòng nhạc chính thống, nhạc cách mạng cho thấy sức sống mãnh liệt của dòng nhạc này, cũng như sự gắn kết của ba giọng ca tạo thế kiểng ba chân vững chắc trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì chắc chắn là sẽ không thể nào hết được rất nhiều, nhưng mà Việt Hoàng nghĩ rằng là làm một đêm nhạc live show nó cũng là một cái sự đầu tư rất là lớn trong những thời gian tới. Nếu như có điều kiện thì Việt Hoàng và Đăng Dương, Trọng Tấn sẽ làm được nhiều những cái đêm nhạc như này hơn, để đem đến cho công chúng những cái đêm thưởng thức âm nhạc thực sự là thưởng thức.